Em Minh chào mừng anh chị và các bạn đến với kênh của Xe Đạp Giá Sỉ. Đây trước mắt mọi người là cái mẫu Twitter R12 mới nhất vừa mới về xong. Nó cũng là cái bản mà cấu hình cao nhất, đồng bộ nhất từ trước đến nay của Twitter. Nó đi là 6 món Shimano cả sên và cả giò dĩa của nó là 52-36 chuyên nghiệp luôn mọi người. Em Minh bán là 19.500.000. Giá cực kỳ tốt. Đương nhiên là lúc nào giá em cũng là tốt nhất trên thị trường rồi. Nhưng mà so về cái mức giá này thì từ trước cái này là tốt nhất trong tất cả các cái dòng sản phẩm hiện có ở trên thị trường luôn đấy mọi người. Đi nguyên cái group một món này, Terra này, 2 này, 3 này, 4 này, 5 này, 6 món luôn, 6 món Shimano nha mọi người nhá. Terra sên này là Japan đấy mọi người. Riêng cái sợi sên này đã 600.000 rồi mọi người ạ. Sên 10 của Shimano mà Japan là 600.000. Em Minh về thì là 5 màu hiện có, 19.500.000 5 màu hiện có. Lá đỏ nhám này, trắng đen này, vàng chanh này, xám lông chuột này và xanh tím đổi màu. Xanh tím đổi màu thì sẽ đắt hơn 400.000 nha mọi người nhé. Còn hai màu nữa chưa về đến nơi là màu xi măng và màu đen đỏ, thì tổng cộng là 2, 4, 5, 6, 7 màu. Thì hiện có là về trước đây là được 5 màu nha mọi người nhé. Thì nếu mà mọi người có nhu cầu, mọi người cứ thích một trong những 5 cái màu này thì mọi người cứ liên hệ để mua luôn. Còn đâu nếu mọi người thích màu xi măng hay đen đỏ thì mọi người có thể là mua sau. Mọi người cùng tham khảo cấu hình này với em nhé. Cực kỳ là cao mọi người. Cái giò này đi. Cái giò này là nó lắp giò là Shimano Terra mà 52-36, Chứ không phải là phổ thông là 50-34 đâu. 52-36 này là nó lên đến chuyên nghiệp rồi. Đĩa cực kỳ là lớn. Nó chỉ chênh nhau là hai cái răng thôi, nhưng mà cái độ kéo của nó, độ chuyển động của nó là sẽ nhanh và sẽ nặng hơn cái bản kia rất nhiều đấy mọi người. Tốc độ nó cải thiện cực cao đấy. Giò Terra này, gạt đĩa Terra này. Và cái sên này là sên là Shimano HG54 mà Japan luôn nha mọi người nhé. Thì đương nhiên là cái group này là group này thì nó là Shimano Terra của Japan rồi. Nhưng mà giò dĩa thì Japan nó không làm. Nó không làm, nó phải làm ở bên Malaysia mọi người. Giò dĩa của nó chỉ làm bộ chuyển động thôi. Cái giò này nó làm không khó thì nó phải làm ở bên mấy cái nước kia cho nó rẻ. Chứ còn mấy cái độ bộ gạt đĩa và bộ tay để lắc thì cần phải độ chính xác cao thì nó phải làm ở Nhật. Líp của nó nhá. Líp của nó là líp Shimano luôn, líp Shimano 10 luôn mọi người. Líp Shimano 10 luôn. Đấy. Quá nhiều món Shimano trên một cái con xe này. Líp, cùi đè líp, sên, gạt đĩa, giò dĩa và tay để lắc. Tay để lắc là Shimano Terra 19.500.000. Con này giá quá hợp lý mọi người. Đương nhiên là cái giá bán của em Minh thì là hợp lý rồi. Còn đâu mà giá thì của các anh em khác, cửa hàng khác thì em không biết nha mọi người nhé. Nhưng mà giá em Minh bán với em cảm thấy mẫu này là cực kỳ là hợp lý, giá quá tốt mọi người ạ. Màu đỏ nhám, trắng đen, vàng chanh, xám lông chuột và xanh tím đổi màu. Xe thì vẫn chỉ là đi là thắng đĩa cơ mà piston là dầu, vẫn là của Retropec. Đấy. Và trục ti bút đùm rỗng. Đĩa của nó thì là đĩa là 160. Đĩa 160. Cái vỏ của nó thì là vỏ Innova này, 700x25C, van gạo liền 4 phân liền nhôm. Và bản này thì đương nhiên là cao như thế này rồi, nó phải lắp bản đầu carbon nhé mọi người nhé. Đầu của nó phải là đầu carbon. Nó lắp một con xe cực kỳ cao lên như này là phải đầu carbon rồi mọi người. Đấy.
yên đẹp, bàn đạp đẹp, cối nổ. Shooter thì lúc nào cũng phải là cối nổ. Bất cứ xe nào của shooter đều phải cối nổ hết mọi người. Cấu hình em chưa bao giờ thấy shooter nó lắp được cái món như thế này. Ngày trước nó chỉ trang bị có 3 món Shimano Tiara thôi. Giá bán đã khá là cao rồi. Trước chỉ có tay đè lắc, cùi đè líp gạt đĩa. Bây giờ nó thêm được cả là líp, sên và giỏ dĩa luôn. Giá bán vẫn chỉ lanh quanh 19 triệu 500 thôi. Mọi người có nhu cầu mua hàng thì liên hệ với em nhé. Hiện tại là hàng vừa mới về, đủ màu, đủ size mọi người. 46, 48, đủ cả. Em Minh đủ cả 5 màu, sắp tới thì có 7 màu. Thì mọi người cứ thích một trong 5 màu này thì mọi người cứ liên hệ qua số của em nhé. 0706198999 hoặc là ghé trực tiếp 98-11 Nguyễn Phúc Chu, phường 15 quận Tân Bình, thành phố Hồ Chí Minh. Em có lắp sẵn lên cho mọi người coi. Đủ hết tất cả 5 màu hiện có nhé mọi người nhé. Xe cực đẹp, cấu hình cực cao, không còn gì để nói về cái group Tiara mà Shimano này rồi mọi người nhé. Cả sên, cả líp, cả giò. Mà nó lắp đồng bộ là 52-36 luôn. Hết cỡ rồi mọi người ạ. Rồi em cảm ơn mọi người.